Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề điều kiện mở quầy thuốc cần những gì. Thủ tục chi tiết 2023. Việc mở nhà thuốc cần những gì? Hồ sơ ra sao? Thủ tục thế nào? Dưới sự điều chỉnh của Luật Dược năm 2016 cùng các văn bản pháp lý khác, thông qua bài viết bên dưới, công ty luật ACC chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề chung liên quan đến thủ tục mở nhà thuốc Tây tư nhân và những nội dung khác mà các bạn thường thắc mắc với thủ tục này. Những điều kiện, thủ tục mở nhà thuốc tư nhân. Để thực hiện được thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc, quầy thuốc, thuốc Tây thì doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện cơ bản theo luật quy định, cụ thể bao gồm những điều kiện dưới đây. Điều kiện về địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất. Nhà thuốc tư nhân phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Đối với quầy thuốc chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền thì phải bao gồm: cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền phải có địa điểm, nhà xưởng sản xuất, phòng kiểm nghiệm, kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hệ thống phụ trợ, trang thiết bị, máy móc sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản thuốc, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự tuân thủ thực hành tốt sản xuất thuốc đối với thuốc cổ truyền. Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền phải tuân thủ quy định về địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về chất lượng thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền phải có văn bằng chuyên môn quy định tại và có 2 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp với chuyên môn của người hành nghề. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc có thể đồng thời là người phụ trách về bảo đảm chất lượng thuốc của cơ sở sản xuất. Điều kiện về nhân sự. Người chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn sau: bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, sau đây gọi là bằng dược sĩ; bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược; bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược; có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Hồ sơ để được đăng ký xin giấy phép nhà thuốc Tây. Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt nhà thuốc, chứng chỉ hành nghề dược của dược sĩ đứng tên, văn bằng chuyên môn, sơ yếu lý lịch, hợp đồng lao động của nhân sự nhà thuốc, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản kê khai danh sách nhân sự, phân công nhân sự, bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên bản tự chấm điểm của Cục Quản lý Dược Việt Nam, các quy trình thao tác chuẩn SOP của nhà thuốc, sơ đồ nhà thuốc, các bước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Theo quy định tại khoản 2 điều 37 Luật Dược 2016 thì Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở bán lẻ thuốc, bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền. Bước 1. Nộp hồ sơ. Chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Y tế nơi cơ sở kinh doanh của bạn đặt trụ sở kinh doanh. Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 01 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 54 năm 2017 Nghị định Chính phủ. Bước 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp không có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.